Và thêm một lần nữa, mời mọi người cùng nâng ly để chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát rất đặc biệt mà Hương sẽ hát tặng cho bé Hai cũng như là gia đình của em Hà trong buổi tối hôm nay. Nào, 1, 2, 3, vâng, bây giờ thì sẽ là một siêu phẩm đến từ anh Tuấn Hưng ạ. Một tràng pháo tay thật lớn được các bạn. Vâng, xin kính chào toàn thể quý bạn và các vị đã đến với Tin Nóng Bóng Đá ngày hôm nay. Không phải ra ngoài đi chơi với ở gái, chỉ việc ở nhà xem lại đá không? Mấy anh em nhớ đấy. Câu bộ cởi trần của đùi Servin và một câu bộ không cởi trần nhưng vẫn mặc quần đùi hoặc quần dài Servin. Thật chết đi bộ, tốt bộ ra, bộ ơi, con tốt bộ rồi. Konnichiwa Hajime Maste, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với TVH Vlogs. Mình là Tuyền Văn Hóa và ngày hôm nay mình vừa nhận được một thông tin phải nói rằng là rất là hay. Đấy là mình được mời làm MC và dẫn chương trình của một cái bữa tiệc sinh nhật của một bé gái rất là nhỏ. Nhưng mà đây là bữa tiệc rất là lớn luôn, cực kỳ đông người. Và bình thường nhé, nói thật là mình dẫn chương trình rất là nhiều rồi, dẫn làm MC bất kỳ một chương trình gì, rồi theo cả phong cách bóng đá nữa, kiểu vừa bình luận bóng đá vừa làm MC ấy. Mình thấy nó rất là bình thường thôi, tại vì mình làm cực kỳ nhiều chương trình rồi và nó mang tính chất vui vẻ để mọi người có nhiều nụ cười gắn kết với nhau là chính. Nhưng mình lại nghe được một cái thông tin là buổi sinh nhật của bé gái này thì có ca sĩ Tuấn Hưng, có sự xuất hiện của ca sĩ Xuân Hương, anh sẽ đến tham gia vừa là để chúc mừng, vừa ăn tiệc và vừa thậm chí là cả hát nữa. Nên mình cảm thấy cực kỳ run, bởi vì thì sao? Tại vì thứ nhất là đấy là thần tượng của mình. Anh Tuấn Hưng thì mình nghe từ cái hồi Dĩ Vãng Cuộc Tình nhá. Rồi thì là làm sao, tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đấy hai ta phải khổ đau. Ôi, đấy. Và mình không biết rằng là anh ấy lại là một ca sĩ cực kỳ lớn và rất nhiều fan, cũng như là biểu diễn ở rất nhiều những sân khấu lớn rồi. Mình không biết mình là MC thì mình sẽ giới thiệu anh ấy như thế nào. Mình chỉ nhận được, với mình thì đây là một thử thách, mình nhận được một lời mời là em ơi em cứ dẫn chương trình đi, có ca sĩ Tuấn Hưng đến nữa và em cứ dẫn theo phong cách của em, tức là hài hước, dí dỏm và nó có tính chất bóng đá trong đấy. Và với mình thì đó là một cái thử thách thực sự, tại vì là dẫn chương trình bình thường không sao, nhưng có ca sĩ Tuấn Hưng thì nó là câu chuyện khác. Nhưng thôi, ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định nhận, mình đã nhận lời rồi và bây giờ mình sẽ chọn đi chọn đồ rồi. Mình sẽ nhận cái thử thách là dẫn chương trình với sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Hưng để xem cái sự tự tin, rồi thì là mình cũng mong muốn là xem anh Tuấn Hưng ở ngoài sẽ như thế nào. Tại vì là mình trước đây thì tiếp xúc với anh ấy ở trên mạng xã hội thì thấy anh ấy là một người rất cá tính, hát thì đương nhiên rất hay rồi và cũng rất thích đá bóng nữa. Rất may là anh ấy cũng rất hay đá bóng, hợp với cả mình. Bây giờ thì mời các bạn hãy cùng đến với phần thử thách của mình là dẫn chương trình với sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Hưng. Xin đầu tiên thì xin phép cho các bạn gia đình gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các quý vị, các quý anh chị, quý vị các bạn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay trong lễ sinh nhật của bé Hà Anh ạ. Xin quý vị một tràng pháo tay mở đầu cho chương trình được không ạ? Vâng, ngày hôm nay thì một ngày rất đặc biệt, ngày mà chúng ta nhìn lại một năm siêu phẩm của anh Hà và chị Nhà đã tạo ra bé Hà Anh ngày hôm nay. Đây là một tình yêu, có thể nói rằng là một cái siêu phẩm, một cái tình yêu. Vâng, xin mời anh chị cùng đưa siêu phẩm lên trên sân khấu để mọi người chiêm ngưỡng ạ. Vâng, một siêu phẩm đầu tiên bằng siêu phẩm thịt ạ, rất tuyệt vời, xin mời anh chị ạ. Vâng. Đối với anh chị thì mỗi nụ hôn là một đường kiến tạo và mỗi bé ra đời là một siêu phẩm của tình yêu. Và nếu như tất cả quý vị và các bạn đã sẵn sàng cho buổi tối ngày hôm nay thì em hãy xin tạm ứng thêm một tràng pháo tay nữa được không ạ? Rõ ràng là có rất nhiều lời chúc của mọi người gửi đến bé Hà Anh trong buổi tối ngày hôm nay. Bản thân em thì xin gửi đến bé Hà Anh một bài thơ chúc mừng sinh nhật bé Hà Anh. Luôn luôn chăm ngoan, học giỏi, thật tinh nhanh, nghe lời cha mẹ, yêu bóng đá và luôn luôn hạnh phúc và mãi ngát xanh. Bây giờ thì chúng ta, anh chị và quý vị các bạn, quý vị quý đã có ly chưa? Chúng ta hãy chuẩn bị những cái ly của mình, chúng ta sẽ cùng nâng ly để chúc mừng sinh nhật cho bé Hà Anh và cùng với cả anh Hà, cùng với gia đình cùng nâng ly chúc mừng cho bé Hà Anh ạ. Chúng tôi nhờ nhà hàng Kim Bi sẽ chuẩn bị tối hai cái ly ở trên này đấy ạ. Và em xin mặt phép là mời cả nhà chúng ta cùng nâng cao ly bia của mình lên ạ. Và sau đây thì sẽ là một màn hô đúng theo phong cách bóng đá và hy vọng rằng là bé sau này cũng rất khỏe mạnh như những cầu thủ bóng đá, đúng không ạ? Và khẩu hiệu của chúng ta sẽ rất đơn giản ạ.
1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Chúc mừng sinh nhật. Và em xin phép sẽ hô sút và cả nhà mình sẽ hô vào. Được không ạ? Rất đơn giản, một khẩu hiệu có thể nói rằng đã đi vào lòng người rồi và ăn sâu vào tâm khảm của các tín đồ túc cầu tại Việt Nam ạ. Vâng ạ, em xin phép ạ. Cả nhà ơi! Nhỏ quá! Cả nhà ơi! 1, 2, 3! Sút! 2, 3! Sút! 2, 3! Sút mừng sinh nhật! Sút! Wow! Siêu phẩm ạ, à. Vâng. Xin mời mọi người cùng nâng ly ạ. Cống mông lên ạ. Và trong khoảnh khắc hạnh phúc này thì anh Hà sẽ có đôi lời cảm ơn gửi tới quý vị khách quý, anh chị, quý vị các bạn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để tham gia sinh nhật tròn 1 tuổi của bé Hà anh ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời em. Cảm ơn đây là tròn 1 năm bạn bè đã đến dự buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người. Vâng, phần tiếp theo thì chắc là xin phép mọi người vừa vỗ tay thật to và vừa phải thả tim ạ. Để chúng ta chào đón một nhân vật rất đặc biệt, một người Anh, cũng là một cầu thủ bóng đá, một siêu sao. Và chúng tôi vẫn thường gọi anh là Alexis Sanchez. Vâng, xin mời một tràng vỗ tay thật lớn, chào mừng anh Tuấn Hưng lên sân khấu ạ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ được chứng kiến một siêu phẩm khác, một siêu phẩm đến từ âm nhạc của anh Tuấn Hưng. Vâng. Vâng, trước khi anh Tuấn Hưng gửi đến chúng ta một món quà đặc biệt thì anh có muốn gửi lời chúc gì đến bé Hà anh cũng như gia đình của anh Hà không ạ? Vâng, thay mặt cho Hà, đầu tiên là xin gửi tới các bố, các mẹ, các cô, chú, bác cũng như là tất cả những người anh em, những người bạn, những người sẽ cùng sánh bước với Hà. Chúng tôi sẽ cùng sánh bước với Hà, cùng với gia đình của Hà trong cả những quãng thời gian tới. Hưng thì là một người anh của Hà thì bây giờ cũng không cần phải nhắc nhiều nữa rồi. Thì cũng cảm thấy rất là hạnh phúc thay cho em mình vì ngày hôm nay gần như đông đủ tất cả những người bạn ở khắp nơi đã thể tựu về đây trong cái lễ đầy năm của Hà anh. Thì đấy là một điều mà thay mặt cho gia đình của Hà xin được cảm ơn. Và thêm một lần nữa mời mọi người cùng nâng ly để chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát rất đặc biệt mà Hưng sẽ hát tặng cho bé Hà anh cũng như là gia đình của em Hà trong buổi ngày hôm nay. Nào, 1, 2, 3. Go! 2, 3. Go! 2, 3. Sút! Vâng, bây giờ thì sẽ là một siêu phẩm đến từ anh Tuấn Hưng ạ. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Biến mê tự hào, hãy mạnh mẽ lên.
để chúng ta biến gia đình là một tay là yêu thương. Gia đình, gia đình, và gia đình trong giấc mơ của mỗi người đều cùng gia đình. Thực sự là bất ngờ anh em ạ, tại vì là anh Tuấn Hưng ở ngoài cực kỳ thân thiện. Trên mạng có thể có những cái status hoặc là có những cái comment cảm thấy là rất là cá tính và cun ngầu, nhưng ở ngoài thì anh ấy thân thiện cực kỳ luôn ạ. Và kể cả khi mà mình nhờ một người để quay anh ấy trên sân khấu, anh ấy sẵn sàng nhìn về phía camera và cười một cách rất là tươi, rồi chụp ảnh, rồi thì là mời chúc anh ấy một vài ly bia, ly rượu. Anh ấy rất thoải mái và nói chuyện rất gần gũi. Và chính anh ấy làm mình đỡ run hơn khi dẫn chương trình của anh ấy. Cảm thấy là rất là tuyệt vời. Và cái thử thách này mình nghĩ rằng mình cũng đã vượt qua một cách xuất sắc, đúng không ạ? Thế nào nhỉ? Rất là vui. Và các bạn muốn mình thực hiện thử thách với ai thì xin mời các bạn comment ở bên dưới nha. Nhớ subscribe kênh YouTube TVS Vlogs để xem những thử thách tiếp theo của Tuyền Văn Hóa và đồng bọn. Xin chào.